Hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Bình Giả, 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội thi tuyên truyền viên trẻ trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2024 với chủ đề Quân đội Anh hùng, Quốc phòng vững mạnh. Tham gia hội thi có 8 đội đến từ các huyện, thị xã, thành phố và trung đoàn Minh Đạm. Trong thời gian 20 phút, mỗi đội tuyên truyền về truyền thống xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam gắn với truyền thống của đơn vị, địa phương, những tấm gương anh hùng liệt sĩ trong công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tư tưởng quốc phòng toàn dân trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc và quan điểm của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới. Truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, những giá trị, phẩm chất, hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, những cống hiến của tuổi trẻ quân đội. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao một giải nhất, hai giải nhì, hai giải ba và giải cá nhân cho 6 tuyên truyền viên trẻ đã thành tích xuất sắc trong hội thi